Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại có thể gọi tên là thời đại kinh tế thị trường. Những ai làm ăn, những ai mở công ty, những ai làm việc thì hiểu được rằng mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Làm thế nào để công ty của chúng ta tăng trưởng, đạt được lợi nhuận tối đa? Suy gẫm bài tin mừng hôm nay, tôi trộm nghĩ, nếu Đức Kitô mà mở công ty thì chỉ 1 tuần phá sản. Bởi vì mở công ty mà không biết tính toán, mở công ty mà không biết cách làm ăn, coi 2 xu là số tiền to, thì quả thật ông giám đốc điều hành kiểu này không phá sản mới lạ. Chúa Giêsu không biết tính toán. Thế nhưng chính trong cái lối nhìn của Chúa hôm nay, chúng ta khám phá thấy những điều thú vị. Giáo huấn của Chúa không phải là giáo huấn để áp dụng làm công ty, mà là giáo huấn áp dụng để làm người. Hơn thế nữa, giáo huấn áp dụng để làm con của Chúa. Trước hết để làm người, chúng ta thấy ông bà mình xưa kia dạy: của cho không bằng cách cho, hay thèm lòng chứ ai thèm thịt. Nói như vậy nghĩa là ông bà chúng ta trọng cái nghĩa, cái tình hơn là vật chất. Cuộc đời nếu chỉ có vật chất thì còn đâu là nghĩa, còn đâu là tình. Có nghĩa có tình có thể có vật chất, nhưng có vật chất chắc chắn không mua được nghĩa tình. Sống với nhau mà chỉ nghĩ đến cái lợi thì chắc chắn mối tương quan đó không thể bền lâu. Chơi với nhau mà chỉ nghĩ đến cái lợi thì mối tương quan đó sẽ tan vỡ một sớm một chiều. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Quả đúng như vậy,
Cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cảm nhận tấm lòng cần thiết cho đời sống con người biết bao. Và rồi không chỉ là mối tương quan giữa người với người, giáo huấn của Chúa ngày hôm nay cho chúng ta đi vào mối tương quan sâu thẳm với Thiên Chúa. Thiên Chúa đánh giá con người rất khác. Ngài không đánh giá theo kiểu của chúng ta. Ngài không nhìn như kiểu chúng ta nhìn. Thiên Chúa đánh giá bằng tấm lòng, và Ngài nhìn từ bên trong. Đánh giá bằng tấm lòng nghĩa là không dựa trên vật chất. Nhìn từ bên trong là Thiên Chúa nhìn vào lòng mến, nhìn vào tình yêu của chúng ta. Một đứa trẻ có khả năng sử dụng trí khôn thì đều biết rằng đồng bạc 100 ngàn có giá trị hơn tờ giấy 2 ngàn. Chắc chắn Chúa Giêsu biết hai đồng xu của bà quá chẳng là gì cả so với số tiền lớn mà những người giàu dâng cúng. Nhưng Chúa không đánh giá tấm lòng, Chúa không đánh giá bà quá ấy bằng số tiền bà bỏ vào thùng tiền, nhưng Chúa nhìn thấy tình yêu của bà, Chúa nhìn thấy lòng mến của bà, Chúa nhìn thấy sự quảng đại của bà. Số tiền tuy nhỏ thật, nhưng đó là tất cả những gì bà có. Cả hai bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ nhất và trích đoạn Tin Mừng của Thánh Marco đều nói cho chúng ta tình trạng của hai người đàn bà quá. Mẹ quá con côi thì có gì mà phải khoe? Mẹ quá con côi có gì là danh tiếng? Mẹ quá con côi có gì là trọng vọng? Có thể nói họ là những con người hết sức khó khăn, những con người cần được sự trợ giúp, những con người cần được người khác thi thố. Ấy vậy mà trong câu chuyện của lời Chúa hôm nay, ta lại thấy dường như Thiên Chúa cần một chút gì rất nhỏ bé của con người. Ngôn sứ Elia cần một chút dầu cặn trong bình dầu sắp cạn, cần một chút bột còn lại dưới đáy hũ. Chỉ một chút dầu, chỉ một chút bột đủ để làm một tấm bánh nhỏ cho hai mẹ con, rồi chết thôi vì không còn gì để ăn cả, và hạn hán kéo dài. Dẫu trong một hoàn cảnh không còn gì để cho nữa mà bà quá ấy vẫn quảng đại làm một tấm bánh nhỏ cho ngôn sứ Elia. Và chúng ta thấy câu chuyện dẫn dắt chúng ta tới một kết thúc tuyệt vời. Thiên Chúa là đấng vô cùng quảng đại, quảng đại gấp trăm, gấp ngàn lần những gì con người dám dâng hiến cho Thiên Chúa. Một chút dầu, một chút bột, nào có là chi? Nhưng bình dầu rồi sẽ không vơi, hũ bột rồi sẽ không cạn. Nghĩa là lòng lân tuất của Thiên Chúa tuôn tràn xin cho những ai quảng đại đáp lại tình thương của Thiên Chúa. Điều này chúng ta có thể cảm nhận rất sống động trong cuộc đời của mình. Rất nhiều người nghèo nhưng họ quảng đại cho đi, không kém những người giàu càng ngày càng vun quén. Giáo huấn của Chúa hôm nay dạy chúng ta sống ở đời
sống với nhau, sống bằng tấm lòng. Và cũng trong giáo huấn ấy, Chúa dạy mỗi chúng ta sống với Thiên Chúa cũng sống bằng tấm lòng. Đời sống đức tin không chỉ là tham dự thánh lễ. Đời sống đức tin không chỉ là đóng góp một chút tiền của mình để xây dựng. Nhưng điều Chúa muốn nơi mỗi chúng ta là tấm lòng của chúng ta. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiều. Ước chi giáo huấn của Chúa soi sáng đời sống của chúng ta, để trong cuộc sống mà ngày hôm nay người ta nghĩ nhanh, người ta tính toán nhanh, người ta yêu nhanh, người ta tìm cách để thu quen, thì những người con cái của Chúa biết sống nghĩa tình, biết dùng chữ tình mà xử với nhau, vượt qua được những lối tính toán, cân đo hay đánh giá theo kiểu của người đời. Có như vậy, nghĩa tình với nhau ngày càng thấm thiết, và tương quan với Chúa cũng ngày một bền chặt. Xin Chúa giúp chúng ta vượt qua được những tính nhỏ nhoi ích kỷ, vượt qua được sự tham lam cố hữu, vượt qua được những kiểu tính toán chi li, để chúng ta tìm được hạnh phúc ngay khi chúng ta biết cho đi. Bởi vì chính lúc cho đi là khi ta được nhận lãnh. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.